Nhiều năm nay, hàng nghìn người dân khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đang phải dùng nước sinh hoạt nhiễm arsen. Theo người dân, mặc dù đã phản ánh tình trạng này lên chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Hải Phát, tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa được dùng nước sạch. 5 năm qua chúng tôi đang phải chịu đựng, đấy là cái nguồn nước vô cùng độc hại. Nguồn nước ở đây là nhiễm arsen là gấp 3 lần, amoni thì gấp 6 lần. Thì chúng tôi chưa nói vấn đề các thành phần khác. Chúng tôi cũng đã là có rất nhiều biện pháp để yêu cầu Hải Phát xử lý rồi, nhưng mà đến giờ vẫn không được. Đặc biệt là cái nước, nguồn nước sông Đà đang đi qua đây và chúng tôi đã đề nghị Hải Phát. Thậm chí là ban quản trị cũng đã đề nghị để được làm việc trực tiếp với Hải Phát và công ty Tây Hà Nội. Nhưng Hải Phát vẫn chần chờ và vẫn không đến giờ vẫn không giải quyết. Có mặt tại nhà máy nước khu đô thị Tân Tây Đô, mọi hoạt động sản xuất nước sinh hoạt cho người dân được thực hiện ngay sau cánh cửa này. Tất cả đều được che chắn kín đáo. Lượng nước tràn ra ngoài đọng lại một màu vàng như thế này. Phía sau nhà máy nước sạch là một hệ thống mương, đập thủy lợi phục vụ việc tưới tiêu nội đồng cho toàn bộ ruộng của bà con tại xã Tân Lập. Đoạn mương này nằm ngay dưới chân và phía sau nhà máy nước sạch Tân Tây Đô. Bằng mắt thường có thể thấy nước tại con mương này có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối. Bề mặt con mương nổi lên các loại rác thải và cặn bẩn. Vào tháng 10 năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 đã lấy mẫu nước kiểm tra tại tòa nhà HHB. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng arsen vượt 3 lần quy chuẩn cho phép. Biết rằng nguồn nước bị ô nhiễm, tuy nhiên, người dân không còn nguồn nước nào khác để sinh hoạt và đành phải sống trong chờ đợi trước nguy cơ sức khỏe bị đe dọa.